Qua cái một thứ hai mà đồng đạo mới nêu lên cái đoạn sau chứng minh cho biết rằng là cõi âm thần bệnh xá dịch ôn chờ vẫn phước ra ta bể họng. Vậy là cái thần này thần nào nữa cô bác anh em chứ nào? Cái thần này tất nhiên là ông thần chết chứ không có gì trơn chậu, không là tử thần. Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta được giảng sanh về cực lạc thì tử thần kia đâu dám dắt hồn là ông thần chết, thoát luân chuyển khổ đeo khổ tử. Rồi Đức Thầy nói trong bài thu đã cuối thần chết kia ôm hót bên mình. Có thần chết không? Ông thần chết tất nhiên là ông hót bên mình. Cô bác anh em nhớ đâu, để ma bệnh theo hờ đến gót. Rồi thần chết kia ôm hót bên mình tất nhiên là lúc nào được ông sát mình. Cái này là âm thần nè. Không. Vậy thì cõi âm thần bệnh xá dịch ôn chờ mãn phước ra tay bẻ họng là ông thần chết. Lúc nào cũng như là cũng ôm sát bên mình của bác anh em chừng nào. Vậy thì bây giờ trong đó là thần có nhiều thành phần thần, cứ như là trong đó là thánh thần, rồi Phật thần, rồi trong khi đó là chánh thần, tà thần. Nghe đồng đạo chính đạo. Như vậy thì bây giờ là chánh thần thì Đức Thầy cho chúng ta biết sanh di tướng tử di thần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm kính lễ Đức Phật, Đức Thầy. Kính thưa hậu đồng bổn tộc, kính đến anh chị Úc, đại diện cho gia đình cũng là chủ sự nhân ngày chánh lễ kỷ niệm. Kính đến các bậc lớn tuổi và kính thưa chư quý ông quý bà và hầu hết toàn thể quý cô bác anh chị em hiện diện thân kính. Nhân hôm nay là ngày chánh lễ kỷ niệm quý tế thường niên cho đấng thân của anh Úc Long và chị, mà tất cả cô bác anh chị em cùng chư đồng đạo xa gần chúng ta tiếp nhận được lời mời trân trọng này, nên chi tất cả chư quý vị từ xa xôi mà quý vị cũng trở về đây dự diện được đông đủ để góp phần cho gia đình lát nữa đây, để hợp tâm cùng với tất cả cô bác anh chị em và chư quý vị để thành tâm cầu nguyện cho hương linh người qua giảng được nương vào công đức lành của tất cả chư quý vị mà được nhã tách đường duyên và được sanh sang qua cõi Phật. Và hàng năm là vào ngày này tháng này là đồng đạo Úc Loan đều có tổ chức long trọng và mời tất cả chư quý vị trở về dự diện được đông đủ, được danh túc mãn đường. Cũng như năm rồi, cũng như vào ngày này tháng này đó, là trời 4 giờ khuya là bắt đầu mưa tới sáng. Vậy đó mà đồng đạo coi như là cũng xa xôi mà đội áo mưa mà đi coi như là cũng được đông đủ. Và hôm nay cũng như thế, quý vị coi như là từ ở xa xôi An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp và Long An mà quý vị mà cũng trở về đây dự diện được đông đủ và để góp phần cho cái chương trình Phật Pháp hôm nay coi như là được cái phần mà khả dĩ. Thưa chị quý vị, thì ban tổ chức năm nào cũng vậy, có cái phần ý thức được coi giáo lý siêu thượng của Đức Thầy, và cái ý thức ấy là cái chương trình phổ pháp truyền bá giáo lý. Bởi vì cái công hạnh truyền bá giáo lý của Đức Thầy mà coi như là tất cả tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta có bổn phận phải làm, và cái bổn phận ấy là chúng ta thi thố qua cái công đức, và cái công đức ấy để hồi hướng cho người qua giảng cũng như vong linh của cửu quyền thất tổ. Thưa chư quý vị, thì hôm nay coi như là đồng đạo Úc Loan ý thức được qua cái điều ích lợi như trên mà Đức Thầy đã hằng bảo cho chúng ta biết cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng. Với tín nữ thiện nam Phật giáo nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Đây là một việc làm công đức rất là to tát, cho nên hàng ngày coi như là trong khi đó đồng đạo đã coi như là đã tu tập rồi, nhưng mà trong cái ngày chánh lễ kỷ niệm này còn làm được một cái việc lớn lao như thế này nữa, có bác anh em dùng đạo là truyền bá giáo lý. Giả lại, trên tinh thần truyền bá giáo lý thì Đức Thầy đã hằng kêu gọi cho chúng ta chớ chia rẽ, hãy đồng tâm lực khua giọng vàng đánh thức bốn phương, chấn hưng Phật giáo học đường dưới trên hòa thượng chọn đường quy nguyên. Nghĩa là coi như là chúng ta hợp tác cùng với nhau để mà cùng với nhau đáp đền ân tam bảo trong môn một. Thưa chư quý vị, vì thì trên tinh thần truyền bá Phật Pháp hôm nay đó, thì được đồng đạo Úc Loan cho biết đó, tất nhiên là cái chương trình có hai phần. Một là có chương trình tự chọn cũng như đồng đạo lợi đến tất cả chư quý vị suốt trên dưới gần tiếng đồng hồ, hơn trên dưới là một tiếng đồng hồ, và đến gặp gỡ cùng với quý vị qua khái niệm, qua ý nghĩa, qua cái như là cái chương trình tu Phật, và cũng như nói qua cái phước đức và cái công hạnh tu tập của mình.
để chúng ta cố gắng làm sao coi như là công ráng bòn đức lành ráng mót, tâm rèn luôn hạnh chốt cho luôn công đức và tâm hạnh là nguồn lấy đó nối liền luôn với Phật. Cho nên bây giờ chúng ta ráng bòn mót phước đức, có nghĩa là cố công lụm lặt mỗi ngày được nhiều hơn kẻ bỏ hoài suốt năm. Chứ không biết sao tầm sẽ rõ, xưa không tu nay ngộ thị thành, mà giữ xưa nhưng hiện nay lành lành còn, chứ giữ tan tành còn chi. Cho nên bây giờ chúng ta hàng ngày cố gắng, hàng ngày cố gắng, cố gắng cúng lại, cố gắng ăn chay, cố gắng niệm Phật, cố gắng làm lành, cố gắng bố thí, cố gắng nhẫn nhục, cố gắng trì giới và tất cả các việc làm mà Đức Thầy đã hàng dạy trong giáo lý. Thì bây giờ chúng ta hãy cố gắng thi thiết để chúng ta làm sao cho nó tròn vẹn đối với cái người tín đồ Phật giáo hòa hảo. Thì sẵn nhân sự tụng sự hôm nay trong ngày chánh lễ kỷ niệm này, ban tổ chức sắp xếp cho chúng tôi được gặp gỡ cùng với quý vị qua cái giờ sau. Và giờ này quý vị cho biết là cái chương trình nghi vấn. Nếu như chương trình nghi vấn quý vị mình có nghiên cứu, có đọc, có học và có tìm hiểu trong cuốn sấm thi giáo lý của Đức Thầy, thì sẵn dân sự tụng sự hôm nay tất cả chưa quý vị mình có thể nêu lên trong giáo lý Đức Thầy 2 câu 4 câu, hoặc giả là trong nội dung rồi chúng tôi cũng nương vào trong nội dung như trên mà bàn cùng tất cả chưa quý vị. Rồi quý vị mình lắng lòng theo dõi qua sự trình bày của chúng tôi xong, quý vị mình sẽ có trách nhiệm thiêng liêng, và trách nhiệm ấy là bổ cứu lại những gì mà chúng tôi trình bày còn thiếu sót. Đó là sự khát vọng, là mong mỏi chúng tôi cùng với quý vị hợp tác để làm cho Phật Nhật được trùng quy và Pháp Luân được thượng chuyển, và làm cho giáo lý Đức Thầy được truyền bá khắp cả bạn nhân ba tánh. Đó là công hạnh của tất cả chư quý vị cùng với chúng tôi cũng như ban tổ chức gia đình để mà cùng nhau đáp đền ân tam bảo của bác anh em chân đạo. Thôi thì chúng tôi cũng tạm nhận xét ít lời, lời nói đầu để gửi đến tất cả chư quý vị là một cái gạch nối thiêng liêng tình cảm. Và giờ đây đến phần coi như là đi sâu vào trong vấn đề mà trao đổi Phật Pháp, chúng tôi cũng xin tạm dừng lời nói đầu và xin trả lại ý kiến của toàn thể quý cô bác, anh chị em và chư quý vị, và cho phép chúng tôi được làm bổn phận như thế nào cho nó thích nghi chương trình trao đổi giáo lý. Và chúng tôi cũng xin tạm dừng lời nói đầu và xin trả lại cho ban tổ chức sử ngôn và ý kiến toàn thể quý cô bác, anh chị em. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, giờ đây xin mời anh Chính đến đây để đặt câu hỏi cho anh Tư Phương. Chính Lộc. Nam mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa quý vị đồng đạo kính mến, thì hôm nay chúng tôi cũng để đi hỏi Tư Phương một vấn đề của Đức Thầy chúng tôi cũng chưa rõ. Thì Đức Thầy cho biết là cũng như là vị thần, thì vị thần đó là chúng tôi cũng chưa rõ, để hỏi Tư Phương giải ra cho chúng đồng đạo chúng ta biết là vị thần là mà Đức Thầy cho biết là chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh á, thì chúng ta cầu nguyện hay hoặc bài cúng cũng có, rồi sao mà cũng vị thần mà sao cái bài là cõi âm thần bệnh xá dịch ôn chờ mãn phước ra tay đã họng. Rồi vị thần thứ ba là sao đồng đạo mình lúc cầu nguyện thì tại sao mà không cầu nguyện sơn thần mà sao là lại cầu nguyện thánh thần, thành ra cũng chưa rõ cái này, để mời Tư Phương để giải cho đồng đạo chúng ta hiểu. Là nếu mà theo xét thấy đó, như người đời đó, thì thường thường ta nói kêu trời Phật thánh thần là cái đó có tội, mà sao đồng đạo mình cầu nguyện mà sao kêu thánh thần, thành ra đồng đạo cũng có thắc mắc cái vụ đó. Thành ra giờ cũng để cho Tư Phương giải ra cho đồng đạo chúng ta nghe chung. Thì Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cái đoạn giảng và cái ý của đồng đạo Chính Lộc nêu lên cái ý này rất là chí lý của bác anh em chứ đồng đạo. Mặc dầu không nêu lên câu giảng nhưng mà nêu lên cái ý, mà cái ý này chắc có lẽ là nó cũng là từ xưa tới giờ quý vị mình chưa từng nghe, đúng không? Chưa từng nghe. Tất nhiên là đồng đạo so sánh ở đây coi như là cũng đồng thời một chữ thần, mà tại sao bây giờ cái cõi âm thần bệnh xá dịch ôn chờ mãn phước ra tay bẻ họng với thần đó, thần nào vậy hả? Rồi hằng ngày chúng ta cầu nguyện quan thượng đẳng đại thần, chư quan cựu thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh, vậy là cái thần đó thần nào nữa? Rồi cái thần nào mà Đức Thầy nói là điều thứ tư ta chẳng nên kêu trời Phật thần thánh mà sai hai ngoặc quyền rủa, là cái ông thần này ông thần nào nữa? Rồi Đức Thầy lại nói coi như là giàu không siêu cũng đẳng về thần,
Giờ hai chữ Trung Quân Ái Quốc là ông thần nào nữa? Sao thần nhiều dữ vậy? Có bắt anh em dung đạo, phải không? Rồi đồng đạo lại nói coi như là nếu như chúng ta kêu trời Phật thần thánh mà sai hay hoặc quyền đổ kêu thánh thần như vậy đó, thì bây giờ chúng ta có lỗi. Mà tại sao chúng ta có lúc mà cầu an là nhờ ơn chư vị thánh thần? Thấy không? Như vậy là cũng kêu thánh thần vậy. Bây giờ là thánh thần đó là sao? Rồi Phật thần đó là sao? Rồi chư thần đó là sao? Thôi bây giờ chúng tôi mời, mời tất cả đồng đạo cùng với chúng tôi tham khảo qua một cái đoạn mà được đồng đạo Chính Lộc nêu lên nha. Thôi chứ quý vị, vô đầu đồng đạo mới nêu lên chúng ta hàng ngày cầu nguyện: Nam mô Quan Thượng Đẳng Đại Thần, chư Quan Cựu Thần, chư vị Sơn Thần, chư vị Năm Non Bảy Núi Cảm Ứng Chứng Minh, tức là bốn vị thần linh. Mà bốn vị thần linh đó là ông sư giải Bán Khoai, ông nói niệm Phật có bốn thần linh thường thường ủng hộ bên mình một khang, là bốn vị thần linh. Vậy là bốn vị thần linh là Nam mô Quan Thượng Đẳng Đại Thần là một, chư vị Sơn Thần là hai, chư vị Năm Non Bảy Núi là ba, phải không? Quan Thượng Đẳng Đại Thần trước đó, bắt đầu mới là chư vị Sơn Thần là bốn. Vậy là Quan Thượng Đẳng Đại Thần là một, chư vị Sơn Thần là hai, chư vị Năm Non Bảy Núi đó là ba. Tất nhiên là Quan Thượng Đẳng Đại Thần, chư vị Sơn Thần, chư vị Năm Non Bảy Núi, quan chư Quan Cựu Thần nữa, tất nhiên là trong đó là bốn vị thần linh. Mà hằng ngày coi như là để mà hộ trì cho chúng ta trên cái bước đường tu tập. Mà nếu như chúng ta tu đó là có bốn vị thần linh luôn luôn lúc nào cũng ủng hộ, nhất là chúng ta có niệm Phật không? Hằng ngày chúng ta niệm Phật, hằng ngày chúng ta làm việc từ thiện, làm việc xã hội, bất cứ làm một cái công việc gì mà chúng ta làm đúng với chánh pháp là chúng ta có được chư thần ủng hộ. Trời chẳng bỏ rơi kẻ chánh chơn, sau lưng chơn chánh có thần nhân là đây nè. Nguy nan có gặp lòng đừng thối tai, ách dù mang dạ chẳng sờn. Ở nghĩa người quên trời, nhớ nghĩa mà làm ơn kẻ phụ Phật ghi ơn. Vậy thì bây giờ sau lưng mình có chư thần. Còn Đức Thầy cũng cho chúng ta biết làm đường ngay thẳng có thần độ cho. Vậy thì bây giờ coi như là qua cái mục đầu tiên mà được đồng đạo Chính Lộc nêu lên rồi. Bây giờ qua cái mục thứ hai mà đồng đạo mới nêu lên cái đoạn sau chứng minh cho biết rằng là cõi âm thần bệnh xá dịch ôn, chờ mãn phước ra ta bể hậm. Vậy là cái thần này thần nào nữa cô bác anh em chân nào? Cái thần này tất nhiên là ông thần chết, chứ không có gì trơn trọi, phải không? Là tử thần. Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta được giảng sanh về cực lạc thì tử thần kia đâu dám dắt hồn là ông thần chết, thoát luân chuyển khổ đeo khổ tử. Rồi Đức Thầy nói trong bài thu đã cuối, thần chết kia ôm hót bên mình. Có thần chết không? Ông thần chết tất nhiên là ông hót bên mình. Cô bác anh em trong đầu, để ma bệnh theo hờ bén gót. Rồi thần chết kia ôm hót bên mình, tất nhiên là lúc nào nó có ôm sát mình chứ. Cái này là âm thần nè, không? Vậy thì cõi âm thần bệnh xá dịch ôn, chờ mãn phước ra tay bẻ họng là ông thần chết. Lúc nào coi như là con ôm sát bên mình cô bác anh em chứ ông đạo. Vậy thì bây giờ trong đó là thần có nhiều thành phần, thần coi như là trong đó là thánh thần, rồi Phật thần, rồi trong khi đó là chánh thần, tà thần. Nghe đồng đạo Chính Lộc. Như vậy thì bây giờ là chánh thần thì Đức Thầy cho chúng ta biết: sanh di tướng, tử di thần. Câu châm ngôn ấy truyền lần đến nay là sanh di tướng, tất nhiên là chúng ta làm tướng thác làm thần. Hay hoặc giả là giàu không siêu cũng đặng về thần, nhờ hai chữ Trung Quân Ái Quốc là ở đây là chánh thần. Là được coi như là tử vì nước, còn ghi linh miếu, thác vì đời, thanh sử danh bia. Đây tự nhiên là thánh thần. Vậy thì bây giờ các vị thánh thần đó coi như là lăng miếu này, bây giờ coi như là người ta thờ chỗ này, coi như là từ Nam chí Bắc, bây giờ chỗ nào cũng có coi như là thành phần mà cái miếu đó là thánh thần. Cô bác anh em trong đạo. Còn những thành phần tà thần thì Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết, nếu như ta cúng kiến mãi, sao nữa, chúng ăn quen nhiễu hại ta. Cô bác anh em trong đạo, là anh hãy bắt đầu trong khi đó, bắt đầu là mình cúng kiến, bắt đầu trong khi đó hàng ngày cúng kiến, hàng ngày cúng kiến theo tả đạo, học điều tà mị, làm điều tà mị mà theo dị đoan cúng kiến tinh tà đó, thì sau này gặp việc thiết tha đừng có trách khùng điên chẳng cứu. Cho nên bắt đầu chúng ta cúng hoài, bắt đầu hỏi có chuyện bắt nó quèo mình, bắt đầu cúng nó quèo mình, bắt đầu mình cúng. Mình cúng riết bắt đầu nó ăn quen, nó nhiễu hại ta. Cái thành phần mà Đức Thầy cho chúng ta biết ăn đồ cúng kiến là sao? Đó là tà thần. Cô bác anh em trong đạo, những hạng ăn đồ cúng kiến làm cho ta hết bệnh đó là tà thần, đúng không?
Vậy thì bây giờ chánh thần tất nhiên là bây giờ là đấng thần minh công bình trực dạ, phải không chí Lộc? Thì đấng thần minh công bình trực dạ đây là thần minh, mà đấng thần minh công bình trực dạ đâu ăn lo đổi quả làm may, mở tâm linh nghĩ đến đoạn này điều quả phước ấy cơ bao ứng, nghe không? Chẳng biết thân còn toan chứa đựng quả bất lành chưa giả dai thêm. Vậy thì bây giờ ở đây có chánh thần và tà thần. Vậy thì chánh thần luôn luôn lúc nào cũng hộ trì cho cái người tu, hộ trì cho cái người có cái tấm lòng tưởng đến các vị thần thánh, và các vị ấy sẽ ủng hộ cho chúng ta cô bác anh em trường đạo. Và còn một vị thần mà trong khi đó chính Lộc chưa đề cập tới nữa, đó là cái vị thần Thiên Long Bát Bộ. Mà hồi thời kỳ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn trụ thế đó, các ma dương theo nó khuấy. Thì bây giờ các mà như là Càn Long Bát Bộ mà chư thần đó đó là tằng ư Phật tiền đảng hữu giáo pháp nguyện đương ủng hộ, là cái như là Thiên Long Bát Bộ là tất cả các chư thần đó đó hằng đứng trước mặt Phật mà phát lòng thể nguyện rằng nếu chỗ nào có giáo pháp của Đức Phật ta nguyện để mà theo ủng hộ như hồi đạo tràng Phật pháp hôm nay. Vậy thì bây giờ vẫn có chư thần ở bên cạnh mình để mà ủng hộ giáo pháp nha quý vị. Cho nên cái người nào mà trong cái đạo tràng này mà có một cái tư tưởng gì mà xấu không tốt, để muốn khóa cái hội trường, khóa coi như là chương trình phổ pháp hen, là có chư thần khiến liền, đuổi ra liền của bác anh em chư đạo, chứ không có phải để được. Tại tất nhiên là chương trình coi như là Phật pháp ủng hộ mà, đúng không? Đó là coi như là Thiên Long Bát Bộ, tất nhiên là chư thần. Thưa quý vị, rồi bây giờ coi như là lại coi như là đồng đạo mới hỏi vậy chứ bây giờ lại coi như là chúng ta cầu nguyện mà tại sao trong khi đó chúng ta nguyện xưng danh là thánh thần, thì bây giờ trong đó coi như là có Phật thần và thánh thần. Phật thần tất nhiên là điển hình cũng như ông Nguyễn Trung Trực vị quốc dung thân vào ngày 28 tháng 8 năm 1868 tại Kiên Giang Gạch Giá, sau khi đó được lên trên núi Tà Lân tu, phải không? Sau lên trên núi Tà Lân tu gặp được Đức Phật Thầy Tây An, và sau khi đó ông Nguyễn Trung Trực lại được liễu ngộ trong tông hệ Bửu Sơn Kỳ Hương. Vậy thì bây giờ trong khi đó cái dạng thuộc gì là thánh thần, là Phật thần, tất nhiên là thành thần rồi mà còn phải theo Phật tu nữa, cũng giống như ông mà Già Lam Đế hồi xưa, cái như là Quan Công Độ Mạng đó, là cái ông Quan Công Dân Trường đó, sau khi coi như là đi bạch y mà về hồng y, sau khi đó đến coi như là cuối cùng rồi đấy hen, là ông bị Lữ Mông coi như là cắt đầu ổng rồi, ông về coi như là báo mộng, ổng nói Phổ Tịnh Thiền Sư làm sao mà cứu được cái mạng của tôi. Trong khi đó Phổ Tịnh Thiền Sư nói ông nên nhớ ông đi bạch y về hồng y, ông giết không biết bao nhiêu người, coi như là lên ngựa là trảm người mà xuống ngựa coi như là giết người, vậy mà ông ơi có một cái đầu mà ông đòi mạng hả? Vậy thì bây giờ trong khi đó coi như là ông Quan Công nó có bác anh em chứ đồng đạo, ông nói như vậy thì bây giờ làm sao coi như là để mà tiêu trừ những cái tội tôi được, thì ông tu chứ làm sao. Vậy đó mà trong khi đó ông quan dân trường ông xuống đến cái núi Ngọc Tuyền á, cái suối Ngọc Tiền đó, chút lúc đó coi như là ông rửa cái quan và ông tu, cuối cùng coi như là ông về trên cái cõi trời mà ông giữ cửa thiên môn của bác anh em dân đạo, giữ cửa thiên môn. Sau đó tất cả các vị a la hán đi qua đó hen, trong khi đó giữ cửa ai cũng đi qua, trong khi đó là bị coi như là coi như là chặn lại hết, mà các vị a la hán đi qua không bị chặn, còn ổng đi qua bị chặn lại. Cho nên ổng nói cái gì mấy người kia đi qua mà không bị chặn, còn tôi bị chặn đó là sao? Cái các vị đó coi như là mới trả lời tôi giữ cửa thiên môn. Bây giờ bất cứ là ai cũng không bao giờ đi qua được, mà chỉ có từ bậc A La Hán trở lên coi như là mới coi như là mà đi được thôi. Vậy thì bây giờ ông Quan Văn Trường hỏi vậy thì bây giờ tôi làm sao được chứng quả vậy A La Hán đó, vì ông tu chứ làm sao? Không, vì ông tu. Vậy thì bây giờ ông hạ thủ công phu suốt trong thời gian vậy đó cô bác anh em chồng đạo, sau khi đó ông chứng được quả vị già làm đệ, không? Vì thế đương nhiên ở đây là các bậc này là các bậc thánh thần không đó cô bác anh em chồng đạo, thần mà thần thánh, cho nên Đức Thầy nói muốn đặng thành thần với thánh tiên, tất nhiên là ở đây tất nhiên là thuộc về thánh thần cô bác anh em chồng đạo. Hằng ngày chúng ta cầu nguyện nhờ ơn chư vị thánh thần gia trì hộ độ cho bệnh nhân giải hết quả căn tiêu tan nghiệp chướng, bệnh tật tiêu trừ tai qua nạn khỏi, là chúng ta cầu. Còn ngược lại trong cái điều mà đang cấm thứ tư đó là ta chẳng nên kêu trời Phật thần thánh mà sai hai hoặc quyền rủa, là chúng ta đâu có cầu, phải không mấy chị? Chúng ta sai ông Phật, ông thần, ông thánh mà chúng ta sai như vậy là chúng ta có tội cô bác anh em dùng đạo. Cho nên Đức Thầy mới nói ở đây coi như là mấy câu trên toàn là rồng rặc những đàn bà khe khắc cháu con, kể từ nay phải giữ cho chọn không chừa dứt ắt mang tay ách, không? Như vậy tất nhiên là đó là chúng ta kêu réo, không?
kêu nếu mà sai tất nhiên là chúng ta có tội. Còn hàng ngày mà chúng ta cầu đến thánh thần thì ở đây là chúng ta cầu mà cầu nguyện ơn trên thánh thần từ bi giá trị hộ độ cho mình. Thưa thưa quý vị, vậy thì nói tóm lại, đồng đạo không nêu lên câu giảng mà hỏi qua cái ý tất nhiên là thần. Thì bây giờ chúng tôi phân ra chỉ có bốn hoàng thần thôi. Một là chánh thần, hai là tà thần, và trong khi đó ba tất nhiên là thánh thần, và bốn tất nhiên là một cái vị thần để mà trong khi đó là cai quản tất cả các chúng sanh, hộ độ cho chúng sanh, để mà hộ trì cho chúng ta tu. Cô bác anh em trong đạo. Còn ngược lại, nếu đứng về cương vị của thần nghe đồng đạo chính lộc, mà quý vị nào mà có câu trong chuyện phong thần đó nghe, thì chúng ta được biết hen là tất cả những cái gì ở trên vũ trụ này đều có thần hết, chứ không phải không có. Cho nên thần mộc nè, thần mộc, thần có như là thần mộc, thần núi, thần sông, thần hà bá, thần gì có như là cũng có hết cô bác anh em trên đạo, thấy không? Cho nên nước lớn nước rộng cũng có thần, thấy không? Rồi bây giờ trong khi đó là chuyện gì có như là cũng có thần hết. Trong khi đó là ông Khương Tử Nha khi chưa có như là phong thần đó. Tất nhiên là bây giờ tất cả cái gì nó cũng có thần hết. Nhưng mà nói tóm lại thì bây giờ chúng ta là cái người tu, chúng ta mong mỏi đặng mà chúng ta về Phật cô bác anh em trên đạo. Còn nếu như chúng ta mà sau này mà còn ham tranh đấu, còn hơn thua, còn cái như là vấn đề gì đó, thì sau này chúng ta rơi vào trong cái chỗ thần này đấy hen, là sau này chúng ta tu khó lắm cô bác anh em chứ đồng đạo, khó lắm, thấy không? Cho nên trong kinh á, ở trong cái như là sách cái bộ chuyện phong thần có nói như thế này: đóng cửa tụng quỳnh đình, ắt mình nên chánh quả, còn cách mình qua tây thổ có tên trong bản phong thần. Tất nhiên là sau này coi như là bị vô phong thần trên cô bác anh em trong đạo. Cho nên bây giờ thôi đóng cửa tụng quỳnh đình đi ngang, ắt mình nên tránh quả. Tất nhiên bây giờ ai làm gì đó làm, thấy không? Mặc ai tranh luận đấu tài, khuyên dân nên hãy miệt mài chỉ tu. Tất nhiên bây giờ chúng ta lo tu đi, đặng mà chúng ta về Phật. Chứ còn dướng vô trong cái quả vị thần đó rồi, quý vị mình bực biết hen, ông thần cũng hay nóng dữ lắm. Mà cái người tu chúng ta nó hen là cái tánh mà tu niệm Phật đó hen, mà trong khi đó không diệt được lòng cái phiền não nghe quý vị. Sau này coi như là trở về thần. Cho nên ông Thanh Sĩ ông nói trong cái bài mà Thuyết Pháp Ứng Khẩu nữa là sau này đấy hen là nhiều bà về Phật, còn lắm ông quy thần. Cô bác anh em chưa đồng đạo. Tại vì nhiều bà về Phật, cái niềm tin chúng ta khóa niệm Phật nào cũng đi, khóa niệm Phật nào cũng đi tu rất ngon, phải không? Về Phật. Còn mấy ông hở ra cái tu thì tu niệm Phật là niệm Phật, nhưng mà nóng còn. Cho nên bây giờ cũng về thần. Nhưng mà về thần, mà thần á, mà đứng về cương vị thần cũng như là quan thượng đẳng đại thần, chứ quan cụ thần, chứ vị sơn thần, chứ vị năm non bảy núi nghe, là thần này là thần chánh pháp nghe, thần hộ pháp mà, chứ không phải là thần vừa. Còn cái kiểu mà chúng ta coi như là cũng là nói là hộ trì chánh pháp nghe, mà làm cái chuyện tào lao đó nghe, coi chừng không có lọt vào ông thần nào hết trơn trọng. Sau này coi như là chúng ta bị quả hết trơn trọng, phải không? Vậy thì bây giờ chúng ta phải ráng làm sao cho nó đúng với chánh pháp của Đức Thầy đã, mà sao chúng ta được về coi như là chánh chi thần của các anh em chân đạo. Thôi thì đồng đạo hỏi qua cái ý chúng tôi trình bày cái ý vậy thôi. Và đến đây chúng tôi cũng xin tạm dừng và xin trả lại ý kiến của toàn thể quý cô bác, anh chị em và chư quý vị. Nếu có điều chi bằng thêm thì bàn, không có xin phép cho thông qua. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.